Chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người con xe đạp cổ điển hiệu Panasonic của Nhật. Xe nguyên bản sân zin nha mọi người. Nguyên bản 100% nha. Bộ truyền động Shimano 105 của Nhật. Clip nha mọi người. Đùm Shimano 105 luôn. Đùm nhôm Shimano 105. Ngầm thắng Shimano 105. Cái giò nó là giò Shimano 105. Hai đĩa nha mọi người, hai đĩa. Bộ chỉnh đề Shimano 105. Tay thắng Shimano SLR. Ngầm trước Shimano luôn. Ghi đông bu tăng còn đẹp lắm mọi người. Vô lấy cái thước dây cho mẹ, thước dây để đo nó xe. Niềng Alaya. Yên nó hiệu Panasonic luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đo cái size sườn cho mọi người xem nha. Vâng. Cây đứng là 52, cây ngang là 52-53 nha mọi người. Ngang cũng tầm 52-53. Xe này thì 1m7 trở lên là chạy ok. 1m68 cũng được nha mọi người, không có cao lắm đâu.
anh em nào có nhu cầu mình liên hệ cửa hàng xe đạp Winby, địa chỉ 305 Bửu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, hoặc là chi nhánh 1001 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Số điện thoại 0918000800, 0918800. Anh em add Zalo, bên mình sẽ gửi hình ảnh và tư vấn cụ thể cho anh em nha. Xe này giá nó là 16 năm nha anh em. Free ship cho anh em toàn quốc luôn.